Rồi em xin chào chú anh chị nha. Hiện tại nhà em đang có một số mẫu dĩa của chú anh chị. Dĩa này là đường kính 25 cm của chú anh chị nha. Em sẽ lên từng mẫu dĩa và từng giá tiền khác nhau. Cái mẫu dĩa trước mặt của chú anh chị đang có giá em đang bán của chú anh chị là 200k tặng gác đĩa nha cô chú anh chị ơi. Cái này đường kính ngang giùm em là 25 mẫu, phong cảnh sơn thủy rất là đẹp luôn, một cái buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có chốt thì lên giùm em mẫu dĩa số 1 của chú anh chị. Đường kính 25 cm giùm em, giá là 200k của chú anh chị, mã 1 giùm em nè. Mã 1 200. Rồi cô chú anh chị có lên tiếp theo giùm em là mã số 2. Mã 2 này là một cái phong cảnh, cũng là một cái màu phong cảnh luôn cô chú anh chị nha. Của một buổi dùng quê yên bình của chú anh chị nha. Ở bên trên có những cái chữ thư pháp rất là đẹp luôn, có người ta đi qua cầu nè, chèo thuyền này kia nè của chú anh chị nha. Mã 2 giùm em, mã 2 cũng là 200k của chú anh chị, tụi em luôn tặng gác đĩa cho cô chú anh chị. Nếu mà mỗi cái dĩa là sẽ tặng gác dĩa nha cô chú anh chị ơi. Phía sau là có mọc luôn giùm em nha cô chú anh chị. Phía trước là một cái mẫu cảnh phong phong cảnh rất là đẹp nha. Rồi lên tiếp giùm em mã số 3. Mã số 3 cũng tặng gác đĩa luôn, đường kính cũng là 25 cm giống như mã 1 và mã 2 ha. Cái này mã số 3 là mã con công của chú anh chị nha. Con công là nói lên rất là nhiều ý nghĩa cho cô chú anh chị mình luôn nè. Rồi dĩa này là dĩa cảnh đường kính 25 cm của chú anh chị, chốt mã 3 lên nha em. Mã 3 phía sau có mọc giùm em nha. Mã số 3 luôn của chú anh chị. Còn đây là một cái mã 4 nè. Mã 4 cũng là đường kính 25 cm, giá là 200k. Cái này là cô chú anh chị mình có thể là bên em là tặng gác đĩa, cô chú anh chị mua 3 dĩa là được bao ship nha. 3 dĩa là 600k, bên em đi bao ship luôn, có chữ thư pháp nè, có con chim, có những cái nhành hoa rất là đẹp ha. Rồi lên giùm em mã số 4 của chú anh chị. Mã 4 cũng là 200. Cô chú anh chị nào chốt mã 4 thì em mã 4 200 phía sau có mọc giùm em. Rồi lên tiếp giùm em mã 5. Mã 5 cũng là một cái phong cảnh sơn thủy màu xanh nha cô chú anh chị nha. Màu xanh cảnh quan màu cũng rất là đẹp luôn, đường kính 25 cm, giá là 200. Cô chú anh chị chốt lên giùm em mã số 5 200 của chú anh chị nha. Mã 5 200 giùm em, phía sau có mọc. Đây. Rồi lên tiếp giùm em mã số 6. Mã 6 là một cái cảnh cái này là một cái dĩa của chú anh chị nha. Dĩa này là đường kính cũng là 25 cm. Cái này mã đáo thành công. Cái này lên nhà em mã 6. Mã 6 là mã đáo thành công, mọi chuyện đều thành công như ý nha cô chú anh chị ơi. Mã số 6 cũng là 200. Rồi em lên tiếp mã 7. Mã 7 cái dĩa này là 250, có cả viền gấm luôn, full màu luôn cô chú anh chị nha. Full bông, full dĩa luôn. Lên nhà em 250.000 cho chiếc dĩa này của chú anh chị nha. Cảnh là bông rất là đẹp luôn. Cái này làm kiểu kêu là hoa khai phú quý nền vàng của chú anh chị, rất là đẹp luôn. Bên trên có hai con chim nữa của chú anh chị nha. Rồi chốt cái này lên như em mã 7 là 250.000 tặng gác đĩa nha của chú anh chị, 250.000. Và đây em có một cái dĩa hạt nè của chú anh chị nha. Dĩa này là dĩa bách hạt giùm em. Cái này là không phải bách, đây là dĩa bách hạt nha cô chú anh chị. Phong cảnh phía sau có cây tùng nè cô chú anh chị, có hoa nè ha cô chú anh chị nha, cảnh rất là đẹp luôn. Rồi cô chú anh chị màu lên cực kỳ ưng luôn cô chú anh chị nha. Rồi ai chốt cái dĩa này lên giùm em đường kính 25 cm, mã số 8 giùm em 200k. Mã 8 200. Rồi lên giùm em mã số số 9 của chú anh chị nha. Mã 9 cái này cũng rất là đẹp luôn nè. Mã 9 cũng là 200.000 giùm em luôn cô chú anh chị. Ai chốt mã số 9 lên giùm em, số 9 là 200. Đây, khá là đẹp luôn. Mã 9 200, chốt mã 9 lên giùm em, mã 9. Mã 9 bông báo hiệu cho một mùa thu về của chú anh chị ơi, đây. Phía sau có mọc nha. Rồi lên tiếp tục mã 10. Em này em sẽ lên tầm 25 đến 30 mã cho cô chú anh chị mình dễ lựa chọn ha. Rồi có lựa chọn gọi giùm em số hotline nha. Rồi đây cái này là mã, cái này là hoa khai phú quý và chim nè cô chú anh chị. Cái này là cặp cặp như cặp viên ương, cặp phụng nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi chốt mã chín, mã 10 chứ, chốt mã số 10 lên nha em, mã số 10 luôn cô chú anh chị, 200k. 200k mã số 10 luôn. Ở đây em có một cái cặp uyên ương bên trên cái hồ sen này của chú anh chị, có hoa sen nha. Rồi của chú anh chị lên giùm em mã 11. Đôi uyên ương trên một cái ấy hoa sen rất là đẹp luôn của chú anh chị, giá cũng là 200k. Bên em sẽ tặng gác đĩa nha cô chú anh chị ơi.
200.000 tặng gác đĩa luôn giùm em. Biết sao có mọc. Đường kính là 25 cm nha chú anh chị. Ở đây một cái phong cảnh là cái này phong cảnh làm thiên hạ Thái Bình, phong cảnh thiên hạ Thái Bình giùm em, một cái buổi cảnh người dân buôn bán tấp nập này của chú anh chị nha. Phía sau có mọc giùm em luôn của chú anh chị. Rồi lên giùm em cái này, đĩa này mã 12. 12 em đang bán cho cô chú anh chị là 200k. Ai chốt 200 lên giùm em 200. 200 khi mà em đang live video buổi chiều ngày 21 tháng 6 của chú anh chị mà có chốt đơn gọi giùm em số hotline nha. Đây. Sao có mọc giùm em nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi mã này 12 giùm em. Rồi lên tiếp giùm em cái mã này là 13 nè cô chú anh chị. 13 cũng là 200k. 13 phong cảnh cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, mã 13 200. Này, phía sau có mọc mã 13 nhìn cảnh cũng rất là đẹp xịn sò ha. Rồi lên giùm em mã số 14 nè. Cái này là hoa khai phú quý nền xanh lam. Mã 14 hoa khai phú quý nền xanh lam, đường kính ngang giùm em là 25 cm. 25 cm tặng gắt đĩa nha cô chú anh chị ơi, giá là 200. Cô chú anh chị chốt 200 lên giùm em 200. Rồi lên giùm em mã số 15. Mã 15 cái này là gồng phụng nè cô chú anh chị nha. Con gồng và con phụng lên giùm em mã 15 luôn cô chú anh chị. Cái này nói về một giống như là vợ chồng nè, uyên ương nè cô chú anh chị nha. Rồi lên giùm em mã 15 200. Cô chú anh chị chốt. Rồi,